ai làm việc gì cho mình xong, hãy khởi lên bốn câu: pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Chỉ cần mình đọc bốn câu đó lên mà đọc hoài, đọc đến khi nào nó nhung nhuyễn cái câu đó. Ai làm việc gì cho mình, ơn nghĩa xin nguyện đền. Bằng câu niệm Phật không? Bằng câu niệm Phật. Tại vì người ta làm cho mình một việc gì mà mình khởi tâm lên: ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn. Cái phiền cái gì nó đến với mình, cái mình nhớ trực liền hồi nãy mình mới đọc. Mỗi ngày ăn cơm xong mình đọc. Mình ăn cơm để mình nuôi cái thân mạng mình, đâu phải để làm việc gì hơn. Để chỉ làm một việc là phiền não xin nguyện đoạn, ơn nghĩa xin nguyện đền. Như vậy mình có mục đích của sự sống. Mục đích của sự sống là pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn.